Lời Chúa, thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng. Lời Chúa, thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ngày 19 tháng 4 2023. Thường chiều mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Có nhiều gia đình vẫn chưa phục sinh, vẫn đang sống trong tội lỗi, trong đau buồn, trong nghèo túng, trong giận hờn, trong oán thù căm ghét nhau. Vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất mất hết tình nghĩa, vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình, và vì biết bao nhiêu những con người sống ích kỷ, không có nghĩ đến gia đình của mình. Xin Chúa cho các gia đình được phục sinh, được có niềm vui sống phục sinh. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 17 đến câu 26. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói: Các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vị thượng tế cùng những người kế cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điệu các ông tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: Chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ: Những người các ông đã tống ngục kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hạnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, kêu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Sư thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kinh sợ người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn nau bên người. Hallelujah, hallelujah. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến câu 21. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,
vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các anh chị em và các bạn đã coi những bộ phim là vượt ngục chưa? Ví dụ như là phim Papillon, người tù vượt ngục. Hay là những bộ phim mà người ta phá tù, cướp tù, vân vân. Nhưng mà dù là tù vượt ngục, tức là tự họ vượt ra, hay là cướp tù từ bên ngoài họ vào để cứu tù ra, thì cũng phải có hiện tượng đó là ít nhất là cái gì? Cửa tù nó phải mở ra được. Cửa tù không mở, các chị trốn được hết. Họ có thể là dùng súng bắn tàn xích hoặc là dùng lựu đạn ném cho nó vỡ cái cửa tù ra, đúng không? Chỉ có cách đó mới đi ra được. Hoặc cửa tù không mở vẫn có thể thoát được. Cách thứ hai là khoan từ bên ngoài chui vào. Mà cái này thì khó lắm. Phải tính làm sao mà nó khoan được hầm chui vào đúng vào ngay chỗ mà người tù đang bị giam đó. Khoan hồi ngóc lên ngay vào cái phòng của cô giám thị ngồi đó thì tiêu. Tiêu luôn. Vừa ngóc đầu lên giám thị chộp cổ luôn. Cái ngục có chộp cổ luôn. Sao khoan vào đúng đó. Mà dẫu như vậy thì lúc mà người ta vô tù nó trốn mất thì nó vẫn biết là nó trốn bằng cái con đường hầm này. Vẫn để lại cái dấu vết cái đường hầm. Không cách nào khác được. Có cách nào khác không thưa các bạn? Nghĩ thử coi, một là ngoài đột nhập hay trong chui ra. Có cái nào khác không? Có cái thứ ba ở đây này. Cái thứ ba ở đây này. Bây giờ các thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái sa đốc, ra tay hành động đầy lòng ghen tức. Cái động cơ mà thúc đẩy hành động là vì lòng ghen tức. Có nhiều khi ta hành động, ta nghĩ rằng là ta làm vì Chúa, vì giáo hội. Nhưng mà sâu bên trong cái động cơ mà thúc đẩy mình là vì ghen tức. Và là mình ăn bánh gì? Anh ăn bánh gì rồi nhớ? Gato, gato là gì? Ghen, ăn, tức ở. Gato, ga là chữ G, ghen. A là ăn, T là tức, O là ở. Bánh gato là bánh ghen ăn tức ở. Có nhiều khi động cơ thúc đẩy tôi làm chuyện này không phải là vì Chúa đâu, không phải vì yêu mến giáo hội đâu, không phải vì ý ngay lành đâu, nhưng mà vì ghen tức. Nhưng mà tôi viện cớ vì giáo hội, vì yêu mến Chúa, vì lợi ích các linh hồn. Nhưng mà động cơ thúc đẩy là ghen tức. Họ bắt các tông đồ nhốt vào tù công cộng vì cho rằng các tông đồ này rao giảng, thí dụ như là mất trật tự, tập trung đông người. Vì các tông đồ giảng nhiều người đến quá, thu hút quá, rồi làm cho người ta bị mê muội, bị mê tín. Vì các tông đồ làm những điểm thiêng dấu lạ, đặt tay chữa lành, người ta được khỏi. Cho nên là nói rằng như vậy là mê tín, đem bắt nhốt, đem bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Ngày hôm nay, anh chị em mình đi vào con đường lòng Chúa thương xót. Anh chị em và các bạn sẽ thấy điều đó. Sẽ thấy rằng là có nhiều người họ không cho chúng ta loan báo, loan truyền hay làm chứng. Tự hỏi coi cái động cơ thúc đẩy họ là cái gì. Mà nếu thật lòng trước mặt Chúa, lương tâm mình trước mặt Chúa, mình sẽ hỏi coi. Có phải vì yêu mến Chúa, vì yêu mến giáo hội, hay là vì cái tôi của mình, cái sự gato của mình, ghen ăn tức ở của mình trong đó. Tôi nhiều lúc tôi suy nghĩ lại bản thân mình. Cái động cơ thúc đẩy tôi làm cái việc đó, có khi vì tôi thấy anh em tôi hơn tôi, có khi vì tôi thấy người khác nổi hơn tôi, vì tôi thấy người khác thu hút hơn tôi thấy người khác được nổi tiếng hơn tôi. Tôi đập, nhưng mà tôi lấy lý do rất là chính đáng, có chính nghĩa đàng hoàng, vì lợi ích các linh hồn, vì yêu mến giáo hội. Bản thân tôi thấy nhiều lúc xét mình lại vậy, xin Chúa thương xót và tha thứ cho con. Vì cái động cơ của con là động cơ thấp hèn lắm, Chúa ơi. Mà con khoác cái áo rất là kêu, khoác áo rất là sang, rất là đẹp.
giống như một người mà tâm hồn gian manh, nhưng mà mặc cái áo đạo mạo, khuôn mặt cũng đạo đức, nhưng mà bên lòng gian lắm. Mà rồi trước sau gì cũng lộ ra thôi. Trước sau gì cũng lộ ra, vì cái lòng anh ghen tức nó cũng bật ra, còn lòng anh đạo đức nó cũng bật ra, có phải không? Anh mà tức tôi một hồi anh cũng lòi ra, mà anh mà thích tôi một hồi anh cũng bật ra. Là cái phản xạ tự nhiên của con người mà đó rất thật. Cho nên mỗi lần anh chị em mình làm cùng cái việc gì đó, tự hỏi lại coi động cơ thúc đẩy tôi làm là cái gì. Có khi tôi đi loan truyền lòng thương cho Chúa vì háo danh thì sao biết đâu được. Có khi tôi đi làm chứng vì để tôi nổi tiếng sao biết đâu được. Và có khi tôi cấm đoán người khác là vì cái sự ghen tức của tôi biết đâu được. Có khi tôi ngăn chặn người khác vì nhân danh thế này, nhân danh cái kia, nhưng mà thực sự là nhân danh cá nhân của tôi. Vì tôi có quyền, tôi có chức, tôi có địa vị, tôi nắm hết mọi sự trong tay. Tôi muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng, muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen. Thì sao? Cái đó chỉ có mỗi người tự trả lời trước mặt Chúa. Còn ở đây nói rõ là đầy lòng ghen tức, giấu giếm gì hết. Họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Đây, cách thứ ba đây này. Nãy giờ bạn đang chờ bỏ sao cha đang kể chuyện này, có hai cách vượt ngục rồi cha ngưng rồi cha kể sang chuyện khác là sao? Đây, vô đi, cách thứ ba. Ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nghe trường hợp anh có dám không? Vừa mới giảng xong bắt vào đây, đang lo gần chết, biết bây giờ nó thả đây, vừa được thả ra bảo cứ tiếp tục làm y như vậy, cứ ra rao giảng nữa. Thôi cho em xin đi, mới đánh cho một trận gần chết, mới nhốt vào đây, em mới được tự do về thăm vợ thăm con, ti đại ca cho em ra tù, đại ca bắt em làm nữa, sao em dám làm? Dám làm không? Lắc đầu nhanh với, từ từ đó lắc nhanh với. Vì rõ ràng vừa mới bắt vào nhốt vào trong tù công cộng. Công hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế công vào đền thờ ngay lúc rạng đông nha, là sáng sớm, và bắt đầu giảng dạy. Lôi thôi gì hết, sợ hãi gì hết, e dè gì hết. Đó, những tông đồ lòng thương xót Chúa đó, những tông đồ đi loan báo tin mừng là như vậy. Lệnh Chúa ra đi là đi, làm là làm. Lời khẩn cấp mà. Loan báo phải là khẩn cấp lắm chứ đâu phải trần chờ được. Không có chào hỏi ai dọc đường, Chúa nói đi lên đường. Không có đi la cà vào nhà này và nhà kia, lên đường. Lên đi đường còn ngó cái gì, đi. Ngó ngang, ngó dọc mãi. Tiếp tục, câu chuyện đang hấp dẫn. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel. Anh chị em thấy không? Mỗi cái hai cái tên quê mùa đó mà, hai cái tên mà học thức chả ra làm sao, chẳng có quyền hành cái gì cả. Vậy mà phải thượng tế, những người kề cận, triệu tập thượng hội đồng, toàn thể viện bô lão Israel. Làm gì ghê vậy? Làm gì ghê vậy? Mỗi thằng quen thôi, mỗi hai thằng lính quen, dân thường chứ không phải là lính. Dân nhà quê, nó đi rau giả mà làm gì vậy? Sợ nó dữ vậy. Mà phải triệu tập bằng đó người lên một cuộc họp thượng hội đồng, rồi thượng này, thượng kia. Phải chủ tịch này, chủ tịch kia họp để bàn cái kế hoạch để mà giết nó, không cho nó rao giảng nữa. Thì cũng cho nó ra giảng gì, đem nắm cổ lại, lấy băng keo bịt miệng lại thôi, có gì đâu mà ghê vậy. Hết thông báo này, thông báo kia, chi cho nó mệt vậy. Triệu tập cuộc họp ghê gớm thế, phải không? Anh em thấy đụng đến Thiên Chúa không phải đơn giản đâu. Vì các ông ấy nói không phải nhân danh các ông ấy, mà nhân danh Thiên Chúa mà nói. Mà không phải là các ông ấy do những thượng hội đồng này sai đi, mà do Chúa sai ông ấy đi. Đi ra tiếp tục trở lại nói ngay chỗ đó cho tao. Họp, hết cuộc họp này đến cuộc họp kia, hết thông báo này đến thông báo kia, chỉ để chị mỗi thằng lính quẹt. Tôi gì phải lo lắng bận rộn tâm dữ vậy? Quyền năng của Chúa mà, đâu có phải dễ.
Ông giảng đâu phải bằng giảng sức của ông ấy, hay ông đó đâu phải nói bằng lời nói của thế gian, mà nói bằng lời Chúa, mà bằng quyền năng Thánh Thần mà. Cho nên khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng đó, và những người lính canh đứng ở cửa. Vậy thì thằng nào mà thoát được, phải không ạ? Ngục đóng cửa đóng kỹ lưỡng, lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở ra thì chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Ngó coi, không thấy chỗ nào mà đào lỗ để chui ra ngoài, biến đi đâu. Chỉ có phép gì là tàng hình mà thôi. Tàng hình. Ngày xưa tôi đọc truyện tôi cũng thích được làm tàng hình lắm. Tàng hình mình muốn đi đâu mình đi, muốn làm gì làm, chẳng ai biết được, sướng lắm. Tôi thích làm cái chuyện đó, đọc truyện. Cứ phép tàng hình là thằng nào mà ngang ngang mà tôi đến tôi tàng hình đánh cho mấy cái xong rồi đi. Nó giống như thế mình đâu. Nó mà tham nhũng hối lộ tôi đến được bẻ cổ hết xong rồi tôi đi. Thấy mình đâu mà sợ, tàng hình mà. Thế thì đứa hàng này đi đâu? Họ đi đâu? À, nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lính quèn mà làm cho cả hội đồng phải phân vân lo lắng. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống ngục đó, bây giờ họ đang đứng trong đền thờ tiếp tục giảng dạy cho dân đó. Anh xem thấy tưởng tượng nó tức cười không? Bắt nó vào trong đó, rồi lính canh cài cửa kỹ lại, họp thượng hội đồng, thượng hội đồng, thượng hội đồng, đủ mọi thứ hội đồng họp hết lại để tìm biết trừng trị nó, đấm cổ nó đến đây, triệu tập nó đến. Đến cửa ngục vẫn đóng, lính vẫn canh mà nó không thấy nó đâu cả. Vậy thì nó đi đâu? Bắt nó về. Chả cần bắt nó về, nó đâu có trốn đâu. Thường mấy người trốn ngục thì trốn chứ, phải không? Rồi lại đứng yên ở trong đền thờ đang giảng dạy kia kìa. Lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về. Điệu về chứ không phải là bắt về nha. Không dám dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Dân họ tin vào các ông đó, tin vào lời giảng của mấy ông đó. Vì mấy ông ấy giảng không phải bằng lời con người, bằng lời Thiên Chúa, giảng bằng quyền năng của Thánh Thần. Dân chúng họ mới nghe, họ mới tin. Dân chúng đâu phải dễ dàng gì họ kéo đến, họ đông mà nghe, họ tin đâu, không có đâu. Nếu mà người đó không có Thánh Thần, chẳng có ai đến làm cái gì hết. Phải thấy điều đó chứ. Mà cho dẫu gì ông có nói hay đi mấy đi nữa thì 5 bữa, 10 bữa rồi cũng chán chứ. Anh nghe ca sĩ dù là siêu sao đi nữa mà nó hát mãi anh có chán không? Anh coi phim mà cứ một đại tài tử minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất thế giới mà ngày nào cũng coi phim nó chán không? Anh ăn mãi, anh thích con gì nói nó nghe. Con gì? Cháo vịt. Việc sáng cháo vịt, chiều vịt nấu cháo, rồi tối miến vịt, chiều rồi vịt nấu miến, anh có chán không? Anh có chán thôi. Mà đây hết ngày này qua ngày nọ, hết năm này qua năm kia, họ vẫn cứ thế, họ không chán. Vậy thì có phải bởi cái sự thu hút của người đó không hề? Có phải bởi người đó có thuật thôi miên không? Của đâu ra? Có phải người đó có khả năng khiếu thuật hùng biện không? Mãi thì cũng chán thôi chứ. Vậy thì bởi cái gì phải suy nghĩ cái đó chứ? Anh phải suy nghĩ cái đó chứ. Cái gì cũng chán hết. Mà hết năm này qua năm khác, cả chục năm hơn rồi, người ta vẫn không chán. Vì họ đâu có chán Chúa đâu. Họ đâu có chán Chúa đâu. Mà Chúa cũng không chán họ mà. Hai bên vẫn cứ chơi với nhau mà. Ơ hay. Vậy thì lý do gì mà anh cấm? Cấm được không? Không dám cấm. Cấm thì cấm vậy thôi. Điệu về thôi. Mà sợ dân chúng đem đá vì nhưng chúng tin họ, tin cái người nói bởi quyền năng của Thánh Thần, tin cái người nói thu hút bởi sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ mới nghe. Mà hơn nữa, thí dụ chỉ có một giới thôi. Thí dụ ca sĩ, minh tinh màn bạc thì giữ giới trẻ thôi, phải không? Hoặc là mấy người mà đọc văn thơ gì đó thì giữ người già thôi, phải không? Rồi kể chuyện thì có nít thôi, phải không? Mà đây cả nít cũng vậy, thanh niên cũng vậy, người lớn cũng vậy, cụ già cũng thế. Cứ kêu đến nghe là sao? Vậy thì là bởi cái gì? Không bởi quyền năng của lòng thương xót Chúa, bởi quyền năng của Thánh Thần thì bởi cái gì? Tôi hỏi, tôi suy nghĩ hoài. Cái gì thu hút người ta đến như thế?
cái gì giữ chân người ta lại bao nhiêu năm trường như thế. Họ đến họ chẳng được đùng, ê này, anh đến nghe 10 ngày liền có được trả tiền lương không? Được. Này, bác kia, bác ở đây 1 tháng, bác có ai cho bác ăn cơm không? Hả? Tự nấu lấy mà ăn, chẳng có đồng nào. Bác ở đây bác thấy khỏe không? Ừ, khỏe, vậy thế được rồi. Không đói gì nữa. Ở đi khỏe, vui vẻ, đọc kinh số sáng, vậy thôi chứ. Vậy thì các lãnh binh đền thờ này cấm các tông đồ, cấm hoài sao nổi. Tại vì họ có phải làm bằng sức của họ đâu, bởi quyền năng, quyền phép gì của họ đâu, mà bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần mà Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế mà. Không phải các con nói mà Thầy nói trong các con mà. Cho nên khi họ xác tín được điều đó rồi, xác tín được lòng thương xót của Chúa rồi, lòng thương xót của Chúa là Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, yêu đến nỗi, đến cỡ đó, đó là ban con một, có một người con yêu quý duy nhất thôi, đã ban cho thế gian con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Ban người con cho thế gian để ai tin vào người con ấy không phải chết mà được sống đời đời. Chứ Thiên Chúa có được cái gì đâu. Ban con một để cứu người ta chứ có phải ban con một để lấy cái gì về cho Chúa đâu. Có phải càng nhiều người được cứu thì Chúa càng được có thêm lời không? Giống như anh bán đồ con nít thì nhiều người mua thì anh có lời phải không? Càng nhiều người đến thì anh có lời. Còn đây càng nhiều người đến với Thiên Chúa thì Chúa là càng phải thiên nhiều chứ. Nếu mà tính theo kiểu kinh tế thì Chúa lời cho lỗ. Lỗ chứ. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ mê say làm chuyện đó vì lòng thương xót của Chúa. Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Tôi sai con của tôi đến không phải để lên án các anh. Các anh đã làm sai, các anh đã đi bậy. Ông chủ nói sai con ông chủ đến. Không, con ông chủ không phải này. Chú làm cái này hả? Anh làm cái kia hả? Điều tra rồi bắt đầu thưởng phạt công minh không? Mà sai con của Ngài đến để cứu, để ai tin vào người con ấy thì được sống đời đời, không bị lên án. Mà người không tin thì đã bị lên án rồi vì không tin vào danh con Thiên Chúa. Anh không tin vào lòng thương xót Chúa thì chính anh đã bị lên án. Vì anh không tin vào lòng thương xót Chúa, anh không tin vào lòng thương xót Chúa thì giống như ma quỷ nó nói thôi. Phải không? Giống như ma quỷ nó nói là Chúa không có lòng thương xót đâu. Chỉ có trừng phạt thôi chứ không có xót cái thương gì cả. Thì anh không tin vào Chúa thì anh tin vào ma quỷ thì chính anh đã bị trừng phạt rồi. Khi mình không tin là tự mình bị trừng phạt. Chúa không có trừng phạt. Chúa nói ta không có bắt ai phải đầy đọa, phải trầm luân, mà từ trừ khi chính người ấy tự ý muốn trầm luân thì mới bị trầm luân. Còn Chúa chỉ muốn cứu mà thôi. Người ta ngoan cố, người ta không tin vào lòng thương xót Chúa, đừng trách nhé, đừng than nhé, đừng kêu nài nhé. Nhờ của lòng thương xót Chúa đang khoan giãn kéo dài ra để chúng ta có cơ hội, cơ may mà quay về. Nếu không thì giờ của lòng thương xót Chúa chấm dứt, giờ của sự công thẳng thì không ai còn kêu nài rằng là không ai nói với tôi, tại sao không ai nói với tôi. Mỗi người có trách nhiệm phải đi nói đi. Nói đi. Đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ những việc người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Như con cái của lòng thương xót Chúa đang đi trong ánh sáng. Ánh sáng lòng thương xót Chúa làm những việc công minh chính đại, làm những việc thiện, làm những việc thực hành lòng thương xót Chúa. Và chắc chắn rằng bóng tối rất là ghét ánh sáng. Nó sẽ tìm mọi cách nó làm dập tắt hết những ánh sáng, dập tắt lòng thương xót Chúa. Nhưng tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, ánh sáng đã đến thế gian. Người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì việc họ làm đều xấu xa. Họ ghét ánh sáng, nhưng Chúa là ánh sáng đã đến. Hãy mở cửa tâm hồn, đón nhận lấy ánh sáng. Đừng để chúng ta thuộc về con cái của bóng tối, chống lại quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em mở trang 107, con xin một chỗ trong kinh nguyện lòng thương xót Chúa.
Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một đến thế gian để cứu. Vài tin vào người con ấy thì được sống đời đời. Con tin, con xin cho con một chỗ trong trái tim Chúa mà thôi. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hái hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Mình xem mở trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được niềm vui của Chúa phục sinh và bình an tràn đầy ân phúc của quyền năng lòng Chúa thương xót. Hallelujah, hallelujah. Ta ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 4, chân phước Jacobe Duque. Jacobe Duque là người gốc Anh, sống vào thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất. Lúc còn trẻ, Jacobe Duque là một thợ in tập sự ở London. Ở đây, Jacobe Duque tình cờ gặp thấy cuốn sách nhan đề Nền tảng vững chắc của đạo Công giáo. Jacobe Duque đã nghiên cứu sách đó cẩn thận và tin nhận rằng giáo hội Công giáo là giáo hội chân thật. Trong những ngày ấy tại nước Anh, các Kitô hữu bị bách hại. Dù sao đi nữa, Jacobe Duque quyết định muốn trở nên một tín hữu và muốn giáp mặt với những hậu quả thảm khốc này. Vị giáo sĩ tại nhà thờ cũ đến tìm Jacobe Duque vì ngài là người năng đi tham dự thánh lễ. Nhưng Jacobe Duque không trở về nhà nữa. Hai lần ngài đã phải vào tù vì tội bướng bỉnh. Cả hai lần người giúp việc đều xin cho Jacobe Duque và ngài được trả tự do. Nhưng người giúp việc khuyên Jacobe Duque rằng tốt nhất hãy nên kiếm việc làm ở một nơi khác. Jacobe Duque biết rằng mình sẽ không trở về nữa, nên đã tìm gặp một linh mục Công giáo đang hoạt động âm thầm trong nhà tù Gatehouse. Vị linh mục cao niên này cải trang là ông Wicks để hướng dẫn ngài. Jacobe Duque được gia nhập giáo hội Công giáo. Ngài kết hôn với một quả phụ cũng là người Công giáo, và đứa con trai của họ sau này đi tu dòng Bruno. Chính người con đã ghi lại cho chúng ta biết nhiều điều về thân phụ của anh. Chân phước Jacobe Duque không bao giờ quên được cuốn sách đã khai mở cho ngài con đường đến với giáo hội.
Ngài xem việc chu cấp sách vở đạo cho những người láng giềng là trách nhiệm của Ngài. Duque biết rõ những sách này sẽ khuyến khích và hướng dẫn họ. Nghề này quá nguy hiểm, đến nỗi Duque đã bị bỏ tù 12 năm trời. 12 năm trời ở tù, trong đó 9 năm Ngài không được liên lạc gì với đời sống gia đình của Ngài, biệt giam. Sau cùng, Duque bị đưa ra xét xử và bị kết án tử hình bởi lời chứng gian của một người đóng sách tên là Ferro Bullock. Ông này làm chứng rằng ông đã đóng các sách cho chân phước. Duque là một tên tội phạm nghiêm trọng. Bullock đã phản bội Duque bởi ông bị vào tù vì những vấn đề bí ẩn không được kể lại, và ông đang mong muốn được trả tự do. Cả hai người đều bị kết án tử trong cùng một ngày. Trên đoạn đầu đài ở Tyburn, chân phước Jacobe Duque đã tha thứ cho Bullock. Đang lúc cả hai sắp chút hơi thở sau cùng, Jacobe Duque đã cố gắng khuyến khích Bullock chấp nhận đức tin Công giáo. Rồi người ta buộc những sợi dây thừng vào cổ họ. Chân phước Jacobe Duque được phúc tử đạo năm 1602. Thưa anh chị em và các bạn, nếu biết rằng trở thành một Kitô hữu sẽ giáp mặt với những hậu quả thảm khốc, anh chị em có dám không? Nếu biết rằng khi mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa sẽ đi vào con đường của thập giá, của khó khăn, của thử thách, của sỉ nhục, dám đi không? Có nhiều người nói thì cha con muốn theo cha, con muốn gia nhập cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con muốn đi làm bác ái vân vân. Tôi nói đâu phải đi du lịch đâu, đâu phải gia nhập một tập đoàn sở hữu những tài sản khổng lồ để mà được hưởng cái gì đâu. Mà đi vào đó là đi vào con đường của hy sinh, của vất vả, của khổ đau và đôi khi cả nhục nhã ê trề nữa đấy, có dám hay không? Và kết quả là nhiều người có tên mà không có mặt, có danh sách mà không hề hiện hữu. Vì họ cảm thấy gì mà bắt đi tĩnh tâm, gì bắt đi công tác bác ái, tưởng có gì chứ. Cái gì là cái gì, muốn cái gì? Họ muốn được vinh danh ư? Họ muốn được phải có phù hiệu, có tuyên thệ, rồi có cờ quạt, có rước sách, có đình đám lễ lạc, có cái ư? Dạ thưa không, đây chỉ có lặng lẽ lầm lũi âm thầm phục vụ và kiên trì cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và chấp nhận những hậu quả có thể xảy đến với mình. Như Jacobe Duque, ông chưa theo đạo Công giáo, ông ở bên Anh giáo. Hai lần ông vào tù vì cái tội mà cứ muốn theo đạo Công giáo, mà người ta đã cứu ông ấy ra rồi, người ta bảo thôi đừng nữa, mà ông cứ nhất quyết. Cuối cùng ông gặp một linh mục Công giáo và ông xin gia nhập giáo hội Công giáo, rồi kết hôn với một người cũng là Công giáo và sinh đứa con sau này đi tu, dòng Bruno. Tưởng như vậy là êm, đâu có êm đâu. Đâu có êm đâu. Vì Ngài biết rằng nhờ một cuốn sách đạo Công giáo, cuốn sách mang tựa đề là Nền tảng vững chắc của đạo Công giáo, mà Ngài biết đến đạo và Ngài đi theo đạo, thì mới thấy được tầm ảnh hưởng, giá trị của phương tiện truyền thông. Một trong những phương tiện truyền thông ấy là sách vở, là báo chí. Cho nên Jacobe Duque xem việc chu cấp sách vở đạo cho những người láng giềng là trách nhiệm của mình, vì biết rõ rằng những cuốn sách này sẽ khuyến khích và hướng dẫn họ. Nhưng mà đối với lúc đó, hoàn cảnh lúc đó, người ta đang bách hại đạo Công giáo, người ta đang cấm cách. Mà nếu những người đi làm công việc loan truyền ấy, nhất là bằng những phương tiện truyền thông in ấn sách vở, là một trọng tội. Kết quả là lãnh 12 năm trời, trong đó 9 năm bị biệt giam. Anh chị em dám làm? Nếu biết rằng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông máy, sách, ảnh, chuỗi, mà những phương tiện truyền thông hiện đại bây giờ là trang web, là
YouTube, là Facebook, là Instagram, là Viber, là Zalo, vân vân, mà sẽ bị đe dọa tính mạng, là có thể bị bao nhiêu là khó khăn, có dám làm hay không? Đấy. Những người đi dấn thân làm việc tông đồ phải chấp nhận rằng là có những hệ quả đi kèm. Biết trước mà vẫn đi. Đấy mới thực sự là những người thiện nguyện. Còn đi chỉ vì vui, đi chỉ vì có lợi, đi chỉ vì có danh, chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi. Và thậm chí còn bị chính những người mà đồng nghiệp với mình phản bội, tố cáo mình nữa, để mình lãnh án chung thân, không những chung thân mà tử tù, tử tội nữa, án chết nữa. Dám không thưa anh chị em? Nhiều khi chúng ta cảm thấy việc đi con đường lòng thương xót Chúa nó khó khăn, rồi mình dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc. Và thực tế chúng ta thấy cái Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Có 12 tông đồ, có 72 môn đệ, nhưng mà rồi khi mà nghe giảng về bánh hàng sống, lời này chói tai quá, ai nghe được, rồi cứ dần dần rút hết, từ từ bỏ. Mặc dù đã chứng kiến những việc lạ Chúa làm rồi nhé, chứng kiến những phép lạ Chúa làm rồi nhé, nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa vậy đó, trực tiếp vậy đó rồi mà còn bỏ. Huống hồ là bây giờ chúng ta đâu có thấy Chúa trực tiếp đâu. Vậy thì lòng tín thác của mình là điều kiện tiên quyết để mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa ấy, như Jacoby Duque. Bây giờ thì chẳng ai bắt tù hay là tử hình mình đâu, nhưng mà những hy sinh nhỏ bé của anh chị em, mình chưa làm được nói gì đòi đi tù với lại đòi tử đạo. Nói tử đạo nghe oai lắm, thích lắm, ngồi mà nghe giảng tí đã lấy điện thoại ra bấm rồi, mà còn làm ăn cái gì. Anh chị em thấy cái nào là quan trọng? Anh chị cứ thử coi. Đấy đó, mình phải biết cái nào là quan trọng chứ, phải thấy cái nào là giá trị của mình chứ. Những cái hy sinh nhỏ đó thôi, nhỏ đó thôi. Một cuộc hẹn với một người bạn, và một cuộc gặp gỡ để mà chia sẻ lời Chúa, bạn chọn cái nào? Lỡ hẹn rồi, tại sao mình không nói con lỡ hẹn với Chúa? Có bao giờ mình nói là lỡ hẹn với Chúa không, mà chỉ sợ lỡ hẹn với người khác thôi. Chỉ sợ mất lòng người ta mà không bao giờ sợ mất lòng Chúa. Chỉ sợ làm buồn lòng người khác mà không sợ Chúa buồn lòng. Đó là những cái tử đạo của mình mỗi ngày đấy. Tôi chọn lòng thương xót Chúa trên hết, thì tất cả ưu tiên cho lòng Chúa thương xót, bất chấp cái gì. Buồn thì buồn, giận thì giận, thiệt thì thiệt, lỗ thì lỗ, lòng thương xót Chúa phải là trên hết. Amen.